Công tác tuyển sinh gần như là cái nghiệp của mình trong suốt cái thời gian mà làm ở trường Đại học Văn Lang. Mình chỉ làm một cái công việc, rất nhiều việc, nhưng chỉ có công việc theo suốt mình và gắn kết với mình, với cái hình ảnh đối với mình, đó là công tác tuyển sinh. Con rất tự tin để có thời gian con tập trung, con thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Con có phải mà lo vấn đề thi đại học đâu mà gì nữa. Giống như con bước được một ngưỡng, bước một chân rất lớn vào giảng đường đại học. Giờ tập trung hết sức lực, yên tâm để thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt kết quả cho cao. Cảm ơn thầy. Những lời khuyên và động viên cho các em học sinh và phụ huynh trước lúc nộp hồ sơ đại học chỉ là một trong những công việc của thầy Võ Văn Tuấn vẫn làm trong suốt 27 năm đảm nhiệm công tác tuyển sinh tại trường Đại học Văn Lang. Gặp được thầy Tuấn, phó hiệu trưởng, đã tư vấn cho tụi tôi rất là chu đáo và làm cho bản thân tôi là phụ huynh tôi cảm thấy tự tin, và con tôi nó cũng là phải thoải mái và nó tự tin trong cái chọn trường này. Lúc đầu tới đây em hơi lo lắng tại sợ sẽ tỷ lệ chọi hơi nhiều, em sợ sẽ không đậu. Mà sau khi được thầy tư vấn thì em cảm thấy tự tin hơn. Nếu con để về sau là điểm sẽ cao, do đó con phải nhanh chân nộp được một. Đông lắm. Đến thời điểm hôm nay thì qua cái từng giai đoạn là trở thành một người giống như là bao quát hết và kiến trúc cho cái hệ thống tuyển sinh của trường Văn Lang qua 27 khóa mà mình tham gia. Thì tóm lại, hầu như tất cả các cái vị trí vai trò của người làm công tác tuyển sinh từ đầu cho đến cuối, từ lúc nhận hồ sơ cho đến công bố kết quả trúng tuyển. Đối với thầy Tuấn, công tác tuyển sinh từ lâu đã vừa là duyên vừa là nghiệp. Để rồi công tác tuyển sinh gắn bó và cũng ghi dấu ấn hình ảnh của thầy suốt một chặng đường dài. Cứ nói đến tuyển sinh là cứ nói đến mình. Cứ nhắc đến công tác tuyển sinh là cứ nhắc đến mình. Thì giống như mình là có một cái nghiệp nó đi đôi với công tác tuyển sinh. Và nó đi vào trong máu. Mỗi lần mà họp nhắc đến tuyển sinh là mình giật mình. Và khi mà nhắc đến tuyển sinh là người ta, tất cả lãnh đạo, trưởng khoa, phó phòng ban họp là cứ nhìn về mặt mình. Tức là giống như hình ảnh của mình nó gắn liền công tác tuyển sinh của trường. Mặc dù mình làm nhiều việc, nhưng mà công việc tuyển sinh là công việc nổi bật nhất. Và nó gắn liền với tên tuổi của mình, gắn liền với hình ảnh của mình. Và nó cũng đi đôi với thắng liền hình ảnh của Văn Lang. Ba môn học bà mấy điểm? Dạ, cũng cao, tại vì không có môn nào cũng dưới 8. Ồ, vậy thì tốt quá. Lúc mà em nhận cái hồ sơ, cái tuyển sinh mà Văn Lang đến trường em thì tận 26 mấy. Em cũng sợ là em không có đủ. Nhưng mà sau này thì em gặp thầy nói là hiện tại đang lấy điểm thấp, em nộp nhanh thì sẽ được. Thì em cũng an tâm hơn, với lại em cũng hiểu hơn về cái ngành quan hệ công chúng này nó làm cái gì. Chính bởi vì gắn bó với công việc này, thầy đã hỗ trợ, định hướng cho rất nhiều thế hệ học sinh. Qua sự trò chuyện, tư vấn của thầy mà không ít học sinh sau này chọn được một hướng đi phù hợp và thành công trong cuộc sống. Cái tư vấn hướng nghiệp của mình có kết quả, có hiệu quả đối với quá trình, không phải là cứ thích đam mê cái ngành nghề có nhiều phụ huynh như vậy. Rồi mình cũng có gặp một số thí sinh, khi mình đi tư vấn thì gặp thí sinh xong rồi quay lại trở lại, và hiện nay có rất nhiều thí sinh mình gặp, mình tư vấn quay trở lại và học ở trường và ra trường dạy ở trường. Mặc dù nhiều năm làm công tác tuyển sinh, nhưng mỗi năm thầy Tuấn luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh và đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh là hai vấn đề gây áp lực nhiều nhất đối với thầy trong quá trình làm công tác tuyển sinh. Tuy nhiên, kết quả đạt được sau mỗi năm luôn là điều khiến bản thân thầy hạnh phúc. Người làm công tác tuyển sinh và khi xây dựng phương án tuyển sinh phải chuyên nghiệp, phải có cái con số khoa học để định hình được tất cả các cái năm trước đó. Thì thường, ví dụ xác định một cái điểm chuẩn tuyển sinh thì tôi phải nghiên cứu lại cái phương án của 3 năm trước đó, tối thiểu là 3 năm trước đó. Do đó là cái áp lực thôi. Trong quá trình tuyển sinh thì cái khó nhất là cái mà làm sao xác định được. Và cái thứ hai nữa là mình những gì mình cam kết với thí sinh, cam kết với xã hội, mình phải làm. Bằng sự cố gắng, tận tâm và sự chia sẻ từ gia đình, đồng nghiệp mà thầy Võ Văn Tuấn vẫn luôn giữ lửa cho sự nghiệp tuyển sinh. Cũng vì vậy mà thầy đã góp phần xây dựng thương hiệu, được hàng chục ngàn thí sinh biết đến, chọn học tại trường. Mình cũng may mắn
đã chọn được cái nghiệp mà đã làm nên thành công cho trường, thành công cho chính bản thân mình, thì mọi người đều chia sẻ, gia đình cũng chia sẻ và thông cảm về những cái gì đạt được là những cái mà mình mong mỏi và những cái mình không phải làm riêng cho mình mà mình đây làm riêng cho một tổ chức và đem đến cái giá trị đích thực cho xã hội. Khi mà như mình chia sẻ, khi mình tư vấn tuyển sinh để các bạn đó để đến đúng cái ngành và sau này thành công, cái đó là cái mình rất là vui. Và cái công tác tuyển sinh mà nhất đến khi mà gọi thí sinh đến nhập học đạt được cái chỉ tiêu, đạt được con số mình mong muốn, thì cái đó là hạnh phúc. Đến phòng tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang những ngày này, có thể thấy không khí nhộn nhịp khi các học sinh trung học phổ thông đã bắt đầu tới nộp hồ sơ. Vẫn có những lo lắng, những thắc mắc, nhưng các em đều nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình để có thể đưa ra quyết định phù hợp. Tất cả những điều này đều nằm trong phương án tuyển sinh mà nhiều năm nay, người làm công tác tuyển sinh như thầy Tuấn đã xây dựng. Về tương lai sắp tới, thì mong muốn của trường Văn Lang là tập trung vào chất lượng, tập trung vào cái hướng đào tạo về cái mạng nghiên cứu, và chúng tôi không đi sâu vào, không quá quan tâm đến cái số lượng người học mà tập trung vào cái gọi là chất lượng, vào những cái đối tượng mà mong muốn sau này ra trở thành một cái phiên bản tốt nhất của chính họ. Dù đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp, nhưng với trách nhiệm của một người làm công tác tuyển sinh, thầy vẫn luôn có những suy tư, trăn trở. Tất cả những điều đó đều hướng tới những điều tốt đẹp nhất cho thí sinh khi lựa chọn hướng đi cho bản thân trước một kỳ tuyển sinh.